Thưa quý vị, kính mừng Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 tháng 2 âm lịch. Thời gian này, các tự viện bắt đầu tổ chức các hoạt động như tụng kinh, bái sám, thuyết pháp, truyền đăng, quy y, phóng sanh cầu phúc để khánh chúc ngày lễ trọng đại này. Sau đây là ghi nhận của bản tin. Tối ngày 24 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại đạo tràng chùa Bửu Thọ, tọa lạc xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, đã trang nghiêm và long trọng tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Quan Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Bảo, viện chủ chùa Bửu Thọ, Thượng tọa Thích Minh Hiệp, trụ trì chùa Bửu Thọ, cùng quý thầy thường trụ và các thân hữu đồng học của chư tăng trong chúng và hơn 500 quý Phật tử tại chùa Nguyên Hương, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng đồng về tham dự. Trước khi bước vào khóa lễ chính thức là các tiết mục văn nghệ hướng về công hạnh của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm là đại diện cho tình thương và sự hiểu biết. Ngài luôn có trái tim đồng cảm đến mọi loài chúng sanh. Nơi chốn nào có nỗi khổ niềm đau thì Ngài tùy duyên ứng hiện các hình tướng khác nhau để mang lại niềm vui cho mọi người. Vì vậy mà người thế gian thường gọi Ngài với tôn xưng là Mẹ Hiền. Tại đây, Hòa Thượng Thượng Tọa hướng dẫn chư tôn đức và quý thiện nam tín nữ Phật tử thực hiện trì chú tụng kinh nguyện hương bạch Phật, lãnh lễ tam bảo, niệm Phật hồng danh, sám Quán Âm để tưởng nhớ lại những dấu mốc trong cuộc đời và thành đạo của Ngài. Đó là cái tâm của người tu đạo, là sự tưởng nhớ đối với công đức vĩ đại của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, luôn cứu khổ cứu nạn, từ bi với hết thảy chúng sanh trong nhân loại. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Bảo tán thán công đức để gửi lời tri ân đến chư tôn đức và quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã không ngại đường xá xa xôi để tham dự lễ vía Quán Thế Âm trong giây phút trang nghiêm thanh tịnh. Hòa Thượng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đạo tràng chùa Bửu Thọ và quý Phật tử trong ngoài tỉnh được dồi dào sức khỏe, có nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình. Khóa lễ kết thúc trong niềm hân hoan của chư tôn đức và quý Phật tử.